tại sao bạn nên chọn Grande. Grande có kích thước to, cao nhưng được thiết kế hợp lý, giúp tư thế người lái luôn thẳng và sang trọng. Khoảng cách từ yên xe xuống sàn để chân rất phù hợp, tạo một không gian thoải mái. Nắp bình xăng được đặt đối xứng với cụm khóa điện, muốn nạp nhiên liệu chỉ cần một thao tác bấm. Ngăn chứa đồ cực rộng, chỉ với một cú chạm nhẹ bạn sẽ dễ dàng mở gác chân sau. Mặt đồng hồ được thiết kế thời trang nhưng rất chính xác và đầy đủ thông tin dành cho người điều khiển. Trái tim của Grande chính là động cơ Blue Core, vận hành dễ dàng, tăng tốc mượt mà, cực bền, cải thiện 50% mức tiêu hao nhiên liệu. Grande là xe tay ga đầu tiên tại Việt Nam được bảo hành lên tới 3 năm mà lại siêu êm, không tạo ra tiếng ồn. Chuẩn rồi, sao phải chần chừ. Yamaha Grande.